vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động thị trường, chương trình cập nhật những thông tin đa chiều về thị trường kinh tế. Sau đây là những diễn biến chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong 20 phút của chương trình. Thị trường vật phẩm trang trí Giáng sinh điêu đứng vì Covid-19. Lâm Đồng kiểm tra các dự án bất động sản ma ở thành phố Bảo Lộc. Loạn quảng cáo thực phẩm chức năng. Vì sao người mua nhà chuộng căn hộ đã hình thành? Công nghiệp hóa ngành sản xuất thực phẩm đáp ứng thị trường dịp Tết. Câu chuyện kinh doanh, camera an ninh, giải pháp an toàn cho cuộc sống hiện đại. Thưa quý vị, còn chưa đầy một tháng nữa là đến lễ Giáng sinh, khi các hộ kinh doanh đang tấp nập chuẩn bị cho một mùa gỡ gạc lại lợi nhuận của cả năm, thì làn sóng thứ ba của Covid-19 bất ngờ ập tới. Ngành kinh doanh vật phẩm trang trí dường như điêu đứng. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường bán đồ trang trí ở thành phố Hồ Chí Minh như Hải Thượng Lãn Ông, Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu, không khí mua bán không nhộn nhịp như những năm trước. Năm nay họ không thể nào giống được năm ngoái. Sau đó tình hình bán thì chỉ được thị phần là khoảng 1/3 thôi. Song song với việc kinh doanh, công tác phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu. Dù kinh doanh không mấy đắt khách, thế nhưng đứng trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, công tác phòng chống dịch vẫn được người dân chấp hành nghiêm ngặt. Thời gian qua, tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Bảo Lộc xuất hiện tình trạng quảng cáo môi giới mua bán đất theo hình thức dự án bất động sản, gây phản cảm, tạo sự ngộ nhận cho người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vào cuộc kiểm tra các dự án bất động sản ma ở thành phố Bảo Lộc. Bảo Lộc là thành phố lớn có cảnh quan đẹp, nằm ở phía nam tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Hồ Chí Minh 190 km. Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc hiện đã có công văn yêu cầu các đơn vị kiểm tra những khu vực được gọi là dự án bất động sản đang triển khai thực hiện quảng cáo, giao dịch trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, đồng thời kiểm tra các hoạt động quảng cáo giao dịch bất động sản gọi là dự án trên địa bàn, kiên quyết tháo gỡ các tấm bảng quảng cáo giới thiệu dự án bất động sản. Trên thực tế, tại thành phố Bảo Lộc chỉ có 6 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp chủ trương đầu tư bất động sản, bao gồm dự án khu dân cư 6B thành phố Bảo Lộc, dự án khu đô thị mới đường Lý Thường Kiệt Bảo Lộc, dự án khu dân cư kế cận khu công nghiệp Lộc Sơn, khu dân cư Đinh Tiên Hoàng phường 2, dự án khu nhà ở biệt lập đường Lý Thường Kiệt phường 1 Bảo Lộc, dự án khu dân cư trung tâm xã Đam Ri. Thưa quý vị, mới đây, theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, số ca bị kiến ba khoang đốt tăng đột biến. Chỉ tính riêng Bệnh viện Da liễu Trung ương và Bệnh viện Da liễu TP.HCM mỗi ngày đã tiếp nhận hơn 150 ca, làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân thành thị. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, nếu thấy loại côn trùng này xuất hiện, người dân nên dùng các biện pháp để hạn chế tiếp xúc với chúng hoặc xua đuổi chúng đi, chứ không nên tiêu diệt chúng trực tiếp trên da nếu không muốn gặp phiền phức. Như các bạn cũng đã biết rồi đấy, kiến ba khoang thì nó cần một không gian để nó sống, nhưng chúng ta đang phá vỡ cái quy hoạch không gian sống của kiến ba khoang để chúng ta xây các cái nơi ở và chung cư cao tầng. Về mặt khoa học thì nó không phải là loài kiến mà nó là một loài bọ cánh cứng, nó thuộc bọ cánh mềm, nó có cái mềm trong đó. Như vậy kiến ba khoang nó sẽ thu hút bởi cái ánh sáng của các chung cư cao tầng và các cái biệt thự. Như vậy thì trở thành một cái nơi mà thu hút kiến ba khoang để nó gây ra các cái vấn nạn kiến ba khoang như hiện nay. Các sản phẩm trên thị trường hiện nay thì đều có ít nhiều, nó sẽ có ảnh hưởng tới các dạng côn trùng này. Tuy nhiên ở trong đó thì các sản phẩm mà sản xuất trên thị trường hiện tại đa số là dùng hóa chất. Mà một khi đã dùng hóa chất thì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe của người sử dụng đó. Đặc biệt sản phẩm tinh dầu xua đuổi côn trùng ánh dương thì 100% là tinh dầu thiên nhiên và có chức năng xua đuổi và thậm chí diệt các côn trùng. Chính vì vậy nó không gây ảnh hưởng tới cái sức khỏe cho người sử dụng. Đặc biệt là các vấn nạn về viêm họng hoặc viêm mũi. Theo đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý lựa chọn các sản phẩm không rõ nguồn gốc và thành phần để xua đuổi kiến ba khoang. Tránh việc tiền mất mà không có tác dụng mong muốn, các sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, tinh dầu là một sự lựa chọn tốt trong việc phòng ngừa và tiêu diệt kiến ba khoang. Điển hình như dòng sản phẩm tinh dầu thảo dược xua đuổi côn trùng ánh dương với thành phần 100% thảo dược thiên nhiên đã được đăng ký, cấp phép của Bộ Y tế và cũng là một trong những sản phẩm được các chuyên gia tin tưởng khuyên dùng.
Charm City, khu phức hợp căn hộ cao cấp bậc nhất Dĩ An, Bình Dương, nằm ngay vị trí Kim Cương, ngã tư 550, sở hữu nhiều tiện ích như tòa nhà Diamond 50 tầng, hai hồ bơi rộng 2.000 m², Vincom ngay trong nội khu Charm City. Charm City kiến tạo những đẳng cấp sống mới. Hiện nay trên nhiều trang mạng xã hội, website đang quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng có công dụng tựa như những thần dược, lừa dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Hiện nay trên các website có rất nhiều chiêu trò mà các nhà bán hàng này đưa ra nhằm đánh lừa người dùng. Sử dụng hình ảnh như những bản tin của kênh truyền hình. Hình ảnh rất nhiều người dân gắn với sản phẩm và lời chia sẻ như những thần dược. Sử dụng hình ảnh của các bác sĩ và các cơ sở, đơn vị y tế để tăng mức độ tin cậy. Cái này thì ở trên mạng bây giờ nó rất bất cập cái vấn đề này. Nhưng mà quan trọng là những người mà xem được thông tin ấy, là phải nhận xét rồi thì sàng lọc. Người ta sẽ bị hiểu lầm. Và theo những gì người ta nói thì sẽ không đúng với những cái chức năng mà ghi trong cái sản phẩm. Không ít người vì tin lời quảng cáo nên đã bỏ tiền, thậm chí là rất nhiều tiền để mua thực phẩm chức năng để trị bệnh, bỏ lỡ quy trình điều trị, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Để cảnh báo người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã thường xuyên công bố, bêu tên các website vi phạm pháp luật về quảng cáo sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tránh cái tình trạng là chúng ta thiếu những cái thông tin và chúng ta bị những cái đối tượng xấu người ta lợi dụng vào cái việc chúng ta thiếu hiểu biết mà người ta đưa ra những cái thông tin nó không đúng với sự thật, dẫn đến những câu chuyện là chúng ta mất tiền, chúng ta mua những cái sản phẩm mà nó không có cái giá trị phục vụ điều trị cho bệnh của mình. Hiện nay các sản phẩm chức năng có thể nói là nhiều không đếm xuể trên thị trường. Chỉ cần hỏi về một loại thực phẩm chức năng, nhân viên tại các tiệm thuốc có thể giới thiệu cho bạn hàng chục nhãn hiệu như thế này. Với nguồn lợi khủng từ kinh doanh loại sản phẩm này khiến cho nhiều người bất chấp cả những quy định của pháp luật. Quy định là như vậy, tuy nhiên, kể từ lúc sản phẩm được quảng cáo đến khi cơ quan chức năng ra quyết định xử lý, có thể là khoảng thời gian rất dài để sản phẩm lộng hành, lừa dối người tiêu dùng. Điều này dẫn đến tình trạng nhờn luật, có doanh nghiệp cố tình vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm chức năng để bán hàng. Thưa quý vị, chịu bỏ thêm một khoản chi phí để có thể dọn đến ở liền và còn tránh được những rủi ro không đáng có trong quá trình xây dựng. Mua nhà đã hình thành đang là xu hướng được nhiều người ưa chuộng bởi tâm lý ăn chắc mặc bền. Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên. Chậm tiến độ dự án, không bàn giao nhà đúng hạn. Những sự việc như thế này không phải là hiếm gặp trong thời gian qua. Người mua nhà như ngồi trên đống lửa, vì tiền thì đã đóng mà không thấy nhà đâu. Chính vì thế, nhiều người đã chọn mua nhà đã hình thành để tránh những rủi ro. Nhiều năm làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Tạ Trần Quang Quý đã dùng số tiền dành dụm hơn 2 tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư xây sẵn tại quận Bình Thạnh. Theo anh, mặc dù giá căn hộ này cao hơn khi mua nhà ở các dự án hình thành trong tương lai, nhưng việc mua này giúp anh có thể chủ động về nhu cầu vào ở và đặc biệt là an tâm hơn với số tiền đã bỏ ra. Tại vì khi mà mình mua cái căn nhà này á, thì mình cũng suy nghĩ tới cái nhu cầu ở thực và tới cái khoảng thời gian mà mình bắt buộc mình phải dọn vào. Đối với những cái căn mà chung cư mà đã hiện hữu rồi á, thì mình sẽ có cơ hội để mình tới ngay tại cái căn đó và mình có thể là quan sát và xem cái khung cảnh ở trong cái căn nhà như thế nào và cũng như là đường hướng ra sao và cũng như là có thể so sánh những cái liên quan tới phong thủy chẳng hạn và cả những cái view đó nữa. Chứng kiến không ít câu chuyện người mua nhà gặp rủi ro hoặc nhận nhà không giống như quảng cáo, chị Võ Trần Mỹ Kim đang sinh sống tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn mua cho mình một căn hộ. Đối với một người mà ở Sài Gòn lâu rồi thì luôn luôn muốn có một cái căn nhà để mà gia đình có thể giống như người ta hay nói là an cư lập nghiệp á. Thành ra là cái nhu cầu của mình là muốn có nhà ở Sài Gòn. Cho nên là mình muốn
mua một cái căn nhà mà đã có sẵn để có thể là dọn vô ở ngay lập tức. Cái giá của những cái căn hộ mà đang xây dựng á thì lúc nào nó cũng tốt hơn là giá của những cái căn hộ mà đã có sẵn rồi. Nhưng mà cái nhu cầu của mình là nhu cầu để ở chứ không phải là nhu cầu đầu tư. Thành ra là mình quyết định mình chọn cái căn hộ mà đã xây dựng rồi để có một cái sự yên tâm hơn. Thực tế nhìn lại, thị trường bất động sản những năm gần đây cho thấy không ít dự án mà khách hàng là người ngậm trái đắng. Chính vì vậy, tâm lý e dè các dự án còn trên bản vẽ khiến cho họ dễ xuống tiền hơn với những dự án đã cất nóc hoặc gần bàn giao. Cái xu hướng này trong cái thời gian 2 năm gần đây tôi thấy là đã bắt đầu nhiều hơn. Đúng như là họ phải, những cái người này họ thận trọng, họ cần phải nhìn thấy tận mắt, giống sờ thấy tận tay. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, trong nhiều năm qua, hình thức mua nhà trên bản vẽ vẫn luôn được nhiều người dân chọn mua vì lợi thế giá bán và thời hạn thanh toán kéo dài. Điều này giúp giảm đi áp lực tài chính với những người ít vốn và sinh lãi nhiều với những ai có nhu cầu đầu tư. Thế nhưng, nhiều chuyên gia dự báo, hình thức mua bán này sẽ như canh bạc nếu người mua không tìm hiểu rõ chủ đầu tư. Ngoài cái việc là chúng ta lựa chọn về cái vị trí, lựa chọn về tiện ích, thiết kế v.v. thì cái yếu tố đầu tiên mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải xem xét đó chính là cái kinh nghiệm triển khai của chủ đầu tư đó. Bây giờ đối với bà con khi mua nhà, mua nền nhà thì chúng ta phải tìm hiểu về thứ nhất là uy tín thương hiệu của chủ đầu tư. Nhưng mà uy tín thương hiệu chủ đầu tư thì đó là một điều cần nhưng chưa phải là cần nhất. Cái điều quan trọng nhất là bà con tìm hiểu về cái hồ sơ pháp lý của dự án. Tức là giấy tờ về đất nó phải hợp lệ, phải có giấy phép xây dựng. Đối với nhà chung cư là phải xây xong phần móng. Đối với một cái dự án đất nền thì phải xây xong cơ sở hạ tầng của dự án. Mua căn hộ hình thành trong tương lai hoặc căn hộ gần bàn giao là tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Nhưng trong bối cảnh như hiện nay, người mua cần có những tính toán kỹ càng và biết rõ về chủ đầu tư để có thể tránh được những rủi ro mua nhà, thực hiện giấc mơ an cư lập nghiệp của riêng mình. Charm City, khu phức hợp căn hộ cao cấp bậc nhất Dĩ An, Bình Dương, nằm ngay vị trí Kim Cương, ngã tư 550, sở hữu nhiều tiện ích như tòa nhà Diamond 50 tầng, hai hồ bơi rộng 2.000m2, Vincom ngay trong nội khu Charm City. Charm City, kiến tạo những đẳng cấp sống mới. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khai mạc sự kiện Kết nối cung cầu công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị đến triển lãm, trưng bày các lĩnh vực ứng dụng công nghiệp 4.0, xử lý chất thải môi trường, năng lượng, giải pháp tiết kiệm năng lượng. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng khẳng định, nước ta đang từng bước phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào tất cả các lĩnh vực trở nên phổ biến, phải lấy việc phát triển này làm cốt lõi trong quản lý, phát triển mọi lĩnh vực. Với sinh viên bản Đại học Bà Rịa Vũng Tàu của chúng tôi thì chúng tôi đã đưa ra một cái khẩu hiệu học ở trường là trải nghiệm để thành công. Do vậy cho nên ngoài vấn đề trên bục giảng các thầy cô giáo là giáo sư, là tiến sĩ, là thạc sĩ giảng dạy, thì cái mà chúng tôi muốn các em trải nghiệm đến với các doanh nghiệp, mà đặc biệt nhất là các cái doanh nghiệp mà có sự thành công rất lớn, trong đó chúng tôi xác định cái những cái doanh nghiệp mà hiện nay có vấn đề về công nghệ số. Do vậy cho nên chúng tôi sẽ cho các em trải nghiệm. Từ cái trải nghiệm đó các em sẽ biết được cái giá trị của công nghệ số. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thông qua sự kiện sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu công nghệ, đồng thời góp phần phát triển thị trường khoa học công nghệ, phục vụ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh và cả nước. Công cuộc cách mạng công nghệ 4.0 toàn cầu đã mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của toàn thế giới. Dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo và công nghiệp robot thông minh, ngày càng có nhiều công cụ, thiết bị mà máy móc hiện đại ra đời phục vụ đời sống con người từ sản xuất đến sinh hoạt đời thường. Đối với đời sống sinh hoạt, cụm từ Modern Life chính là những gì mà các chuyên gia công nghệ đang tập trung phát triển. Cuộc sống của con người hiện nay đã được hiện đại lên không ít do có sự xuất hiện của nhiều loại máy móc có khả năng thay thế bàn tay của con người.
kết hợp trên nền tảng phát triển cũ là máy hút bụi cùng với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Việt Nam Robovac là một trong những công ty cung cấp robot hút bụi lâu sàn tại Việt Nam. Việt Nam Robovac là nhà phân phối của hai thương hiệu của Ecovac và Neoto tại Việt Nam, tại thị trường Việt Nam. Việt Nam Robovac đã mong muốn người sử dụng tại thị trường Việt Nam luôn chọn cho mình một cái mặt hàng về robot đúng hơn. Và Việt Nam Robovac mong muốn mang đến cho người tiêu dùng có một sự lựa chọn chính xác hơn. Với những tích hợp đa năng mang xu thế công nghệ tự động hóa nhằm mang đến sự tiện nghi trong cuộc sống, robot hút bụi lau sàn Robovac là một trong những tiến bộ về mặt kỹ thuật, công nghệ cho đến thời điểm hiện tại. Tết Nguyên Đán là thời điểm vàng cho đại đa số các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực có sản phẩm tiêu thụ mạnh vào dịp này, tăng nhanh về doanh số. Tiêu biểu có thể kể đến là ngành lương thực, thực phẩm. Trong đó, các sản phẩm như là giò, chả, nem là một trong những mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh nhất trên cả nước. Thông thường, trong các dịp lễ Tết Nguyên Đán, người tiêu dùng sẽ chọn mua những thực phẩm có thể bảo quản được trong một thời gian nhất định để dùng dần. Và các món giò, chả hay nem là những lựa chọn phổ biến nhất. Để tránh tình trạng nguồn cung không đủ cho nhu cầu thị trường, nhiều doanh nghiệp sẽ lựa chọn lắp đặt các hệ thống máy móc để thay thế cho bàn tay con người nhằm đáp ứng đủ sản phẩm trong mùa Tết. Trong đó, các loại máy móc có thể kể đến như máy xay giò chả làm lạnh tự động, tủ hấp, máy trộn xào tự động 2-in-1 của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Gia Truyền được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Máy áp dụng những công nghệ tiên tiến, tối ưu lợi ích cho người sử dụng. Các thiết bị này không những mang đến sự đồng đều về chất lượng sản phẩm đầu ra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí nhân công, rút ngắn thời gian sản xuất. Thưa quý vị, cuộc sống càng hiện đại thì nhu cầu cho cuộc sống của con người ngày càng tăng, trong đó là nhu cầu về an ninh cũng được chú ý, đặc biệt là nhu cầu sử dụng camera an ninh và bộ chống trộm thông minh. Chính nhu cầu tăng của người dân đã kéo theo sự ra đời của nhiều đơn vị cung cấp camera. Trong số đó, có công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và công nghệ Việt Hàn, một đơn vị phân phối các thiết bị camera quan sát, thiết bị báo trộm, thiết bị viễn thông. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và công nghệ Việt Hàn được thành lập từ năm 2010 với mong muốn mang lại sự an tâm và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho khách hàng. Trong những cái ngày đầu thành lập thì thực sự nó cũng có rất là nhiều cái khó khăn. Đặc biệt là những cái sản phẩm của mình thì cũng chưa có nhận được cái sự tin tưởng của khách hàng nhiều. Và phải trải qua một cái thời gian thì khách hàng mới có cái sự ủng hộ nhiều hơn. Và khi họ thấy được cái chất lượng mà mình làm á. Chính sự phát triển không ngừng của những thiết bị hiện đại và sự ra đời của nhiều đơn vị cung cấp đã tạo ra nhiều thách thức cho sự tồn tại của công ty ông Trương Công Đoàn. Nhưng với mục tiêu xây dựng thương hiệu hướng đến sự chất lượng và mang đến sự hài lòng của khách hàng, CEO Trương Công Đoàn đã giúp Việt Hàn vượt qua những khó khăn và dần dần nhận được sự ủng hộ. Đặc biệt, công ty xây dựng một đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo, được đào tạo chuyên sâu cũng là cách để đạt được nhiều thành công hơn. Trải qua hơn 10 năm hoạt động với sự phát triển không ngừng nghỉ, đến nay, Việt Hàn đã có đại lý ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với mạng lưới hàng nghìn khách hàng lớn nhỏ. Được sự tin tưởng của rất là nhiều những khách hàng, từ những cái hộ gia đình hay là những cái doanh nghiệp lớn. Ví dụ như trong đó có những cái công ty, ví dụ như là vàng bạc đá quý BNG chẳng hạn, hay là chuỗi hệ thống của Thế Giới Di Động như Điện Máy Xanh hay là Bách Hóa Xanh. Và ngoài ra thì nó có rất là nhiều như những cái công trình khác như là casino hay là những cái khách sạn 5 sao. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và công nghệ Việt Hàn kinh doanh trên 4 nguyên tắc cơ bản: kế thừa, sáng tạo, đổi mới. Cùng với đó là những cam kết về giá cả, chất lượng nguồn gốc sản phẩm và những chính sách hậu mãi hấp dẫn. Chính những điều này đã giúp công ty chinh phục được những khách hàng khó tính. Về chính sách bảo hành thì nó sẽ theo quy định của nhà sản xuất. Thì có những cái sản phẩm mình sẽ được bảo hành 24 tháng và có những sản phẩm được bảo hành 36 tháng thì nó theo quy định của nhà sản xuất thôi. Khách hàng thì có những cái vấn đề gì đó thì nghĩa là chưa có thao tác được hay gì đó thì có thể gọi vào số hotline của kỹ thuật thì các bạn sẽ hướng dẫn. Và nếu như trong trường hợp mà các bạn hướng dẫn không được thì mình có những cái hình thức là có thể là
cài đặt luôn giúp cho khách hàng thông qua những cái phần mềm hỗ trợ như là TeamViewer hay là UltraView. Cái mà tâm đắc nhất thì cũng là muốn phát triển cái thiết bị mà giám sát và đưa về ngày sẽ đưa về về kinh doanh nhiều cái sản phẩm nó có chất lượng cao hơn và nó có những cái công nghệ mới nhất, nó có tích hợp những cái hệ thống như AI giúp ngoài cái việc mà giám sát an ninh thì có thể báo trộm được, khi mà báo trộm đến cho chủ nhà được những cái hành động bất thường, và cái camera thì sẽ đưa về những cái công nghệ cao hơn. Không ngừng thay đổi để thích ứng với nhu cầu của khách hàng, trong tương lai, công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và công nghệ Việt Hàn sẽ hướng đến đầu tư phát triển thêm hệ thống camera giám sát ở độ phân giải cao. Ngoài ra, công ty đang thử nghiệm mô hình nhà thông minh với mục đích mang đến cho quý khách hàng các dòng sản phẩm đạt chuẩn an toàn, chuẩn tiện nghi và có tính thẩm mỹ cao. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy tuần sau. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan đến thị trường, kinh tế, bất động sản, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Big Vision và Jam Group phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại!